loại gì và thuộc cõi nào? Quỷ thần có thần thông mà thần thông do tu thiền mới đạt được, như vậy tại sao gọi là quỷ là thần? Cái này đó là do cái cách dùng từ, cho nên là quý vị hiểu nhầm ha. Thứ nhất, khi mà nói về cái hàng ngạ quỷ đó, cái từ quỷ mà dân gian hay dùng á, cái từ quỷ mà dân gian hay dùng dành cho một á là loài hàng ngạ quỷ, là cái hàng chúng sanh chịu đau khổ thì họ cũng gọi là quỷ. Thứ hai đó là dành cho những cái hàng chư thiên có oai lực, thì họ có, nhưng mà cái hành trạng, cái tướng trạng của họ là xấu xí. Ví dụ như các loài dạ xoa mà chúng ta thuộc hàng địa cư thiên á, những cái loài dạ xoa thì người ta cũng gọi là quỷ, nhưng mà dạ xoa thì thuộc về chư thiên. Thành ra cái cách phân loại chúng sanh của người Việt mình á, nó rất là hỗn loạn. Theo Phật giáo đó, ngạ quỷ là những chúng sanh chịu đau khổ. Có một số loại ngạ quỷ đó nó có thần thông, nhưng mà thần thông đó là thần thông do nghiệp sanh. Chúng ta có ba cái loại thần thông chính. Ba loại thần thông chính. Thứ nhất á, là thần thông do định sanh. Có nghĩa là vị đó tu tập đạt tứ thiền và chứng thiền và hóa thông, thì đó là thần thông do định sanh. Thứ hai đó là thần thông do nghiệp sanh. Có nghĩa là chúng sanh nó không có tu thiền gì hết, nhưng mà do nghiệp cho nên chúng sanh nó có thần thông. Gồm tất cả các cái thể loại chúng sanh đều có khả năng có thần thông đó. Ví dụ như một số cái loài ngạ quỷ thì nó cũng có khả năng có thần thông do nghiệp sanh. Ví dụ như cái loài mà sáng sướng mà chiều khổ, sáng sướng như chư thiên, chiều khổ như ngạ quỷ, hoặc là ba ngày sáng như sướng như chư thiên, ba ngày khổ như ngạ quỷ, thì một số loài ngạ quỷ đó nó có thần thông do nghiệp sanh. Hoặc hàng các hàng chư thiên dục giới, họ đâu có tu thiền, nhưng mà họ vẫn có thể đi mây về gió, họ vẫn có các cái cặp mắt thiên nhãn, thiên nhĩ và có khả năng đọc được tâm, mặc dù họ không có tu thiền. Đó là thần thông do nghiệp sanh. Ngay cả loài người, có một số người có các năng lực đặc biệt được mô tả trong kinh tạng. Ví dụ như có người đó có năng lực là khi mà sờ vào đầu lâu của một cái chúng sanh nào là biết là cái chúng sanh đó đã tái sanh đi về cõi nào ha. Đó là thần thông do nghiệp sanh. Hoặc là có một số chúng sanh đó, họ không có tu thiền, nhưng mà họ có khả năng biết kiếp trước, nhớ được kiếp trước, nhớ được nhiều kiếp, thì đó cũng là thần thông do nghiệp sanh. Cái thứ ba là thần thông do nguyện sanh. Có nghĩa là đối với một số vị đó, do năng lực của sự thật mà vị đó có thể tạo ra thần thông, hoặc là do cái hỷ, vị đó cũng có thể đi trên hư không do năng lực của hỷ. Ví dụ như là có một trong kinh tạng đó có nói đến một cái chuyện tiền thân của Bồ Tát. Đó là khi trong có một kiếp á, là ngài là một vị coi như là đạo đức giả, là sống ở bên ngoài đó, ở bên ngoài thì ra vẻ cho người ta thấy là mình là một vị thầy rất là giỏi, nhưng mà trong ruột á, thì nó rất là buông lung phóng dật. Bồ Tát cũng có những kiếp sa đọa như thế, nhưng mà trong một lần hai vợ chồng mà thường xuyên hộ độ Bồ Tát mà con của họ bị rắn cắn, mới đem cái đứa con mà bị bầm tím mà tái sanh như vậy đó đem đến đặt dưới chân Bồ Tát và xin Bồ Tát cứu con của họ. Mà Bồ Tát biết là bản thân mình đó, tu hành dở ẹt à, đầy phiền não và không, kiếp này là nó chất quớt. Nhưng mà khi mà thấy có một đứa bé nó tím tái, nó chuẩn bị chết tới nơi mà đặt dưới chân mình đó, đặt dưới chân mình, thì Bồ Tát mới nguyện một câu như thế này, nói
Tôi xin xác định một điều, đó là từ trong cái cuộc đời này, đó là từ lúc tôi sinh ra tới bây giờ, tôi không có tu hành gì hết. Và nếu như đây đúng là sự thật thì hãy cứu lấy đứa bé này. Khi đó, đó Bồ Tát giống như khi thấy cái đứa bé đặt dưới chân mình, Bồ Tát giống như là một con voi bị sa lầy, con voi chiến bị sa lầy, chợt nghe cái tiếng trống trận thức tỉnh vùng dậy, thì bao nhiêu cái nguyện, bao nhiêu cái hạnh từ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu xa xưa, nhớ lại cái con đường, nhớ lại cái ước nguyện tu đến cái con đường giải thoát mà xác định như vậy. Chỉ đơn giản là nói lên đúng sự thật. Thành ra cái sự thật á, nó bản thân nó cũng là một loại thần thông, nếu như mà quý vị sống đúng sự thật. Đấy. Ngoài ra thì còn như là trong Bát Tí Xâm Phi Đa Mắt Gá đó, là đề cập tới 10 loại thần thông, tới 10 loại thần thông, 10 cái trường hợp phát sanh thần thông. Nhưng mà sư chỉ nói ba cái trường hợp tiêu biểu để cho quý vị có thể nắm được thôi ha. Còn cái quỷ thì nó là ngạ quỷ ha. Còn thần á, là những cái loài mà địa cư thiên, hoặc là những cái chư thiên dục giới thì cũng gọi là thần. Họ có khi họ không có tu thiền gì hết, nhưng mà như sư nói đó, họ có thần thông do nghiệp sanh ha.